một cái sản phẩm sắp ra lò mà nãy giờ em bơi ở trên cái hồ vòng 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 vòng, nó mát, nó đã vô cùng luôn quý anh chị. Ủa cái trước mặt anh là cái cốc kìa anh Phi, thấy rồi trái nó ra nhí nhí nhỏ nhỏ này kìa quý anh chị ơi. Một cái căn nhà vườn mà gần 3.000 mét vuông, nằm ở trong nội ô thành phố luôn, đúng không? Nằm trong nội ô thành phố luôn, xe ô tô tới chỗ quay đầu luôn, mà nó thênh thang như gì nè quý anh chị, đẹp vô cùng đẹp luôn. Có một cái hồ, một cái nhà thủy tạ như vậy nè, rồi xung quanh ở phía trên có những cái căn nhà mát nữa, mà xung quanh bây giờ là xây tường gạo, mà cái đá này á, cái này là cái gọi là gạch không nung, cái gạch không nung làm cái hàng rào chắc chắn xuống dưới á, là đã làm xung quanh hết trơn luôn rồi. Mà bây giờ á, là em thấy chủ nhà họ cũng đang làm cái mấy cái hàng rào nhỏ chèo lên để mà trồng cho hai trái khổ qua, thấy cưng quá trời kìa anh Phi. Trời ơi, thấy cưng không? Cái đó là ăn được rồi đó. Ở dưới này á, thì cá thả là nói chung là chắc cũng mấy chục loại cá à. Trồng bông súng nữa nè. Bây giờ em sẽ bơi một vòng nha, nhờ anh Phi đi vòng qua kia đi anh Phi. Lâu lắm rồi em mới bơi xuồng lại. Có căn nhà mái lá đang dựng lên nè em Ngọc. Thấy rồi, thấy rồi. Anh đi vòng qua đây đi thôi ha, đi vòng qua đó anh Phi ơi. Đi qua đây đi. Rồi hơi nữa mình đi vòng ngược lại bên kia. Trên chiếc xuồng ba la đó, một cái nhà thủy tạ như vậy, xung quanh đó, ở dưới đây là một cái hồ nước mà chủ nhà họ thả cá dưới này rất là nhiều. Mà cá bây giờ là mình vô đây mình có thể là mình vừa ở trên đó mình ăn uống trên đó, mình câu cá xung quanh được luôn, rồi câu lên rồi mình chế biến luôn. Ra lò, sắp ra lò nha. Anh chủ nhà anh còn đang tiếc quá, anh chưa muốn bán nữa đây nè. Trời ơi, đậu bắp trái quá trời luôn rồi. Đậu bắp này hái được rồi, tí xíu nó hái đậu bắp này được rồi. Thôi cho em lên trên này luôn đi anh Phi ơi. Ừ lên đi. Cho em lên trên này luôn đi. Ây da. Ông kéo lên ơi, ông kéo lên cho em lên coi. Rồi sao em lên? Mà cho cái xuồng nó ở phía sau cái miếng giường này của mình nè, nó là một cái miếng ruộng thênh thang luôn, rất là mát. Khi mà cái cánh đồng ruộng ở phía sau lưng của mình đó, mà nó lúa nó trổ bông rồi, nhìn rất là đẹp, một nguyên một cái cánh đồng vàng thiệt là đẹp luôn quý anh chị. Thì giống như hồi nãy Ngọc ngồi với xuồng Ngọc nói đó, xung quanh cái nhà vườn này của mình đó, là chủ nhà họ làm bằng cái chất liệu là gạch không nung nè, đó đào sâu xuống dưới làm cái nền móng ở dưới rất là chắc chắn, mà không phải làm theo cái kiểu mà của người ta mà bít bùng hết nha. Ảnh làm ảnh chừa những cái hàng rào như vậy nè, gió hoặc là mình nhìn ở đây mình nhìn cái view ở phía sau của cái cánh lồng lúa đó rất là đẹp luôn. Đậu bắp quá trời luôn kìa, ổng không có vô đây ổng bẻ trời, để bự bự hết trơn rồi. Bự này ta làm giống luôn hả? Làm giống rồi. Ừ. Ăn tại chỗ như vậy rất là ngon. Một cái nhà thủy tạ nằm ở giữa cái hồ, xung quanh là có những cái căn nhà mát như vậy nè, bếp, nhà mát, phòng khách, trong đó có máy lạnh luôn nha. Giờ kế bên bây giờ là ảnh cũng đang thiết kế một cái nhà. Cái nhà này thì nãy em có hỏi thì ảnh nói là trang trí để mà chụp Tết, chụp hình xuân á. Nói chung thì em quay ngày hôm nay để cho quý anh chị mình tham khảo là có một cái sản phẩm sắp sữa ra mắt quý anh chị mình đó, một cái căn nhà vườn gần 3.000 mét vuông, trong đây là xây sẵn hết trơn rồi, trồng tất tần tật những loại cây ăn trái luôn. Tí xíu nữa em sẽ nhờ anh Phi đi từ cái chỗ cái nhà thủy tạ này đi dài anh trước để cho quý anh chị mình thấy được những cái cây ăn trái mà ảnh đang trồng ở trong cái căn nhà vườn này nha. Rồi rồi, let's go, let's go.